Đây là có cảnh dự án thang máy của nhà anh Hiếu. Chi. Nhà ngang 230 sau 30. Đã bót hại thang máy đặt chai này. Đây là hiện trạng hố thang nhà anh Hiếu ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thang này là ngang 1m21 6m8, ngang 450 hộ không 630 ký. Hố thang cũng có đà dưới tầng và đầy đủ cả tầng. Đang cửa khó luôn. Mà trên cửa đã được tô đẹp rồi, chỉ cần ốp đá là xong. Kia là cái công đây là văn phòng để cho anh em công trình ở. Các công để tạm. Căn nhà này cũng khá lớn, mặt tiền đường khoảng 30 mét.